Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách ươm cái hạt sen để chúng ta có những cái chậu sen như thế này. Các bạn lưu ý rằng có một số loại sen nó sẽ không đậu hạt đâu, mà chúng ta phải trồng bằng củ hoặc ngó. Còn đại đa phần các loại sen nó đều có hạt nhé các bạn nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ươm những cái hạt sen như thế này. Các bạn cùng theo dõi nhé. Đây, các bác nhìn cái hạt sen này nhé. Đấy, cái phần đầu này nó có cái lỗ này. Đây, những hạt nào nó có một bên nó có cái lỗ. Cái lỗ rất là nhỏ, các bác cắt ở phía đầu có cái lỗ này nhá. Cắt bỏ cái vỏ nó đi, còn cái đầu không có lỗ thì không phải cắt đâu. Đó. Các bác có thể sử dụng cái kìm như thế này, kìm điện này, các bác cắt nhá. Các bác bóp vào nó bám, lúc nào nó bám vào vỏ ấy là chúng ta bắt đầu chúng ta cắt. Đấy. Đấy, rất là đơn giản này, nó vỡ ra này. Cái hạt nào ở đầu nó có cái lỗ nha các bác nhá. Để mềm hơn thì các bác có thể ngâm qua nước khoảng độ 3 đến 5 tiếng đồng hồ, xong các bác cắt thì nó sẽ mềm hơn. Đấy, còn cắt không như này thì các bác phải có cái kìm sắc sắc vào thì mới cắt được. Này, cũng không khó khăn lắm đâu. Đấy, lúc nào nó bám này, nó bám thì chúng ta mới cắt được. Đấy, giờ thì các bác làm theo mình nhá. Các bác lấy cái nước ấm ấy, khoảng 30 độ C. Các bác pha theo tỷ lệ là 7 lạnh, 3 sôi thì nó sẽ ra khoảng 30 độ C. Đó, các bác đổ vào ngâm. Các bác ngâm thì cứ 24 giờ đồng hồ các bác lại thay nước một lần nhá. Cứ 24 giờ đồng hồ các bác lại thay nước một lần. Đấy. Những cái hạt nó nổi này xong là nó ngấm nước nó sẽ chìm xuống các bác ạ. Đấy, chúng ta bắt đầu chúng ta ngâm và đợi nó nảy mầm nhé. Đây các bạn nhìn đây, cái hạt sen sau khi mình đã ngâm được khoảng độ hơn một ngày nó đã lên mầm này các bạn này. Lên mầm khá là đều nhé. Thì bây giờ mình sẽ thay nước. Ở đây mình sẽ cho ra một cái ca nó sâu hơn. Cũng pha với tỷ lệ là 7 sôi 3 lạnh được khoảng độ độ ấm khoảng 30 độ nha các bạn nhé. Đấy. Và bây giờ mình sẽ cắt cái nước này đi. Đấy, cho nước vào mình cắt hết cái nước này đi. Và bây giờ mình sẽ cho cái hạt sen vào trong cái ca mới này. Đây, mình sẽ cho vào đây. Tiếp tục ngâm cho nó ra dài lá nha các bạn nhé. Đây, cái này mầm này các bạn nhìn này. Đó. Bây giờ thời tiết nó đang khá là nóng cho nên là nó nảy mầm rất là nhanh các bạn nhé. Sau hơn một ngày nó nảy mầm như thế này. Hôm nay là ngày thứ hai, mình tiếp tục thay nước cho cái sen mà mình đang ươm đây. Đây các bạn nhìn này, nó đã lên cao tướng này rồi này. Đây, mình có chậu nước mới mình nhấc sang bên này. Thả vào cái chậu nước mới để xong là nó xòe lá ra là nó có cái chỗ nó chảy lá. Đấy. Tùy theo mức độ nhanh chậm của từng mùa nhé các bạn nhé. Ví dụ như giữa mùa hè này nó đang rất thời tiết nó đang khá là nóng thì nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà đầu mùa xuân ấy mà các bạn ươm thì nó sẽ chậm hơn nhé. Bởi vì là thời tiết lúc đấy là nó không được nóng nóng như là bây giờ đâu, nó không nóng. Đây, cái này thì lại chậm hơn này. Rồi. Bây giờ mình sẽ để ở đây cho nó phát triển, nó rộng rãi như thế này là nó sẽ khi nó xòe cái lá đầu này này nó sẽ trải lên, nó có cái không gian để nó trải lên cái bề mặt nha các bạn nhé. Hôm nay thì mình lại chuyển sang cái xô này cho cái mực nước nó được sâu hơn để cho cái lá nó khi mà nó xòe ra thì nó sẽ không bị cái kiểu như là cong như thế này nhé các bạn nhé. Đấy, cho vào đây. Đấy, khi nó vào cái xô này thì mình sẽ chủ động được cái mực nước. Đấy. Bác cứ để cái chỗ râm mát là được nhé. Đừng có phơi nắng là nó chết ấy. Đấy. Đây, sau gần 10 ngày thì sen ươm hạt của em ươm nó đã như thế này các bác này. Đây, lá nó đã xòe to như là một cái bát rót nước mắm ấy. Đấy. Đây, các bác nhìn này. Và cái đặc biệt là nó đã ra rễ này các bác này. Như thế này là chúng ta sẽ mang ra trồng được rồi.
Đây, nó đã ra rễ hết rồi này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ mang ra trồng ra bùn được rồi. Và em sẽ đưa nó đi đi trồng. Đây các bác này. Đấy, nó ra rễ hết này. Như thế này là cái giống rất là khỏe rồi các bác nhá. Sen này đây. Nó ra rễ như thế này là trồng ok rồi. Đấy. Các bác cứ ươm hạt như em hướng dẫn là các bác sẽ có được những cái chậu sen ưng ý, hoặc là trồng sen ra đầm, ra ao thì các bác cũng làm như thế này thì đảm bảo nó sẽ lên tuyệt đối nhé các bác nhá. Đấy. Em ươm hạt thì do là cái giống hạt chuẩn cho nên là tỷ lệ nảy mầm gần như 100% nhé các bác nhá. Đây rễ rất là nhiều này. Đây em ươm có hơn chục hạt thôi để demo cho các bác xem thôi. Em nhắc lại với các bác là với cái trồng sen bằng hạt này nó vẫn đảm bảo cái việc là ra hoa bình thường nhé. Có cái nó sẽ ra hoa chậm hơn thôi. Chứ đừng các bác đừng suy nghĩ là ươm sen bằng hạt này nó không có hoa, vẫn có bình thường nhé các bác nhé. Bởi vì là người ta trồng đầm sen, người ta trồng ao sen là người ta phải trồng bằng hạt chứ. Lấy đâu ra củ mà ngó mà trồng nhiều thế các bác. Phải trồng bằng hạt này này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trồng vào chậu nhé. Ở đây thì mình trồng vào cái xô sơn. Xô này xô sơn 20 lít. Các bạn có thể chọn cái chậu to một chút nhé. Đường kính khoảng độ 60 sen. Sâu khoảng độ 35 đến 40 sen. Ở đây mình trồng ra cái xô sơn này cũng được. Nhưng mà nó hơi nhỏ đấy các bạn ạ. Đây trồng cho các bạn xem nhé. Đây mình sẽ lấy những cái hạt mà mình ươm này. Các bạn lưu ý là khi mà các bạn ươm nhiều nhá, các bạn phải ươm nó thưa ra nhá. Các bạn dùng nhiều cái xô cái chậu các bạn ươm ấy, đừng có như hôm nọ mình xem trên Facebook có một bạn ươm vào trong cái bể xong nhìn nó như rừng ấy, xong không nó ra rễ là không gỡ đâu. Đây, như này gỡ đã khó, có mấy hạt là gỡ đã khó rồi này. Không gỡ được là xong nó nát hết. Hạt mà khi mình ươm nó lên như thế này thì các bạn trồng giấm xuống sâu khoảng độ 5 sen nhá. Các bạn để cái lá nó ngóc lên. Đây, giấm xuống sâu khoảng 5 sen. Đó. Mỗi một chậu thì các bạn trồng 4-5 gốc thôi là được. Bởi vì là sen này nó phát triển mạnh lắm. Các bạn không nên trồng dày quá. Như người ta trồng củ, trồng ngó thì người ta chỉ cần trồng một cây củ trong một chậu thôi đã ok rồi. Đây. Tất cả các dòng sen các bạn đều trồng như nhau nhé. Đây, trồng như thế này. Các bạn lưu ý là nhặt sạch cái ốc đi nhá, không ốc nó ăn hết mầm đấy. 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 Các bạn lưu ý là với cái bùn để trồng thì chúng ta có thể sử dụng bùn ruộng, bùn ao hoặc là đất. Chúng ta ngâm ra như đất thì các bạn nên ngâm khoảng độ 1 tuần, sau đó các bạn bõm nhuyễn ra để các bạn trồng. Còn với các cái loại bùn thì các bạn cũng bóp nhuyễn ra, bóp thần nhuyễn ra trồng thì nó sẽ nhanh có hoa hơn. Đấy, sau đó các bạn cho nước nhé. Các bạn lưu ý là các bạn cho nước là cho nhẹ tay thôi, nó xối. Cho ngập khoảng 5cm thôi nhé, 5cm thôi. Sau đó khi mà rễ nó bén rồi thì các bạn hãy cho đầy để nó phát triển. Trước mắt là các bạn cho 5cm thôi. Các bạn cho nhiều quá là nó thối đấy. Đấy. Còn những cái hạt sen mà nó đã lên như thế này thì mình sẽ mang ra mình trồng ở chỗ khác. Đó. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm clip mình phát trên kênh Hoa Vườn Nhà về cách ươm hạt sen. Thì hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều trong quá trình chúng ta chơi sen. Bởi vì là hoa sen trồng nó rất là tốt cho phong thủy nha các bạn nhé. Sen thì tượng trưng cho Phật mà, Đức Phật Từ Bi, cho nên là chúng ta trồng sen ở trước nhà rất là đẹp, rất là tốt cho phong thủy nha các bạn nha. Vâng, chúc các bạn một ngày làm việc thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và các bạn nhớ hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà để ủng hộ bên mình nha. Hẹn gặp lại các bạn.